Mừng các em đến với chương trình học trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cô tên là Trần Thị Lý Hương, là giáo viên chuyên mỹ thuật của trường tiểu học B Hội An. Hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Rất mong chúng ta sẽ có một tiết học thật vui vẻ nhé các em. Bây giờ, các em hãy lấy giấy viết ra để sẵn trên bàn. Chúng ta sẽ bắt đầu học nha. Trước tiên là cô sẽ kiểm tra dụng cụ học tập của các em. Dụng cụ học tập của chúng ta là giấy màu, giấy cạc tông, kéo, keo hai mặt, các hình ảnh đã trang trí ở tiết 1 nhé các em. Hôm nay như vậy thì bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ các em nhé. Để xem các em về nhà có ôn lại bài cũ không nè. Các em hãy trả lời giùm cho cô những câu hỏi sau nhé. Câu A, tuần rồi các em đã học chủ đề gì? Tiết thứ mấy vậy? Và là tiết gì? Tiếp theo là câu B. Các em đã tạo ra những hình ảnh sân khấu nào? Cô sẽ cho các em thời gian là 30 giây để trả lời hai câu hỏi kiểm tra bài cũ của cô nha. Bây giờ chắc là các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Vậy các em hãy theo dõi để xem câu trả lời của các em có giống của cô không nhé. Câu A trả lời như sau. Chủ đề chúng ta học tuần rồi là trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện. Tiết 2 đó là tạo và trang trí sân khấu. Câu B. Các em đã tạo ra những hình ảnh sân khấu như là bục sân khấu, rê mang, phông chữ, con người, con vật, cây cối, hoa cỏ với nhiều màu sắc rất là nổi bật. Đây, chúng ta vẫn tiếp tục học chủ đề 8, trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện. Và tiết ngày hôm nay chúng ta học là tiết 3, sáng tạo không gian sân khấu. Các em hãy lấy những hình ảnh hoặc là những mô hình mà các em đã làm được trong tiết 1 và tiết 2 ra. Chúng ta sẽ bắt đầu sáng tạo không gian sân khấu các em nhé. Bây giờ, cô có một số lưu ý với các em như sau. Để cho tiết học của chúng ta được hiệu quả thì các em nên thứ nhất là ngồi học phải ngay ngắn, không được quay qua quay lại nè. Thứ hai là phải chú ý lắng nghe cô giảng bài. Thứ ba là các em phải thực hành chăm chỉ, cố gắng hoàn thành tốt bài cô giao cho các em làm nhé. Giờ chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1, có tên là tìm hiểu. Sau đây, các em hãy quan sát một số mô hình sân khấu mà cô cho các em xem nhé. Dưới đây là cô có 4 mô hình sân khấu để cho các em quan sát. Cô có đánh dấu thứ tự từ 1 cho đến 4. Các em hãy quan sát 4 hình giùm cho cô nhé. Bây giờ chúng ta vừa quan sát, vừa trả lời những câu hỏi sau cho cô nhé. Câu 1. Em hãy kể những hình ảnh được trang trí trên các sản phẩm tạo hình sân khấu là gì? Câu 2. Các sản phẩm mô hình sân khấu thể hiện nội dung gì? Câu 3. Các sản phẩm mô hình sân khấu được thể hiện bằng những chất liệu gì? Thời gian thảo luận của chúng ta sẽ là 2 phút các em nhé. Các em chắc đã có câu trả lời hết rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy xem đáp án của các em có giống đáp án của cô không nhé. Thứ nhất, những hình ảnh được trang trí trên sản phẩm tạo hình sân khấu như là phông nền thì có ghi chữ, nội dung của chương trình, rèm màn, hoa cỏ, loa âm thanh và những nhân vật biểu diễn. Thứ hai là các sản phẩm mô hình sân khấu thể hiện nội dung như là ca hát, múa, kể chuyện, vân vân. Thứ ba, các sản phẩm mô hình sân khấu được thể hiện bằng những chất liệu như là giấy cạc tông, giấy màu, đất nặng, vân vân. Bên cạnh đó, các bạn sử dụng rất nhiều màu sắc để làm nổi bật sân khấu của chúng ta thêm.
các bạn sử dụng những màu chủ yếu như đỏ, vàng, xanh lá, xanh da trời, vân vân. Như vậy, qua hoạt động 1, chúng ta rút ra được ghi nhớ như sau. Có thể tạo hình sân khấu với các sự kiện, hoạt động theo chủ đề bằng cách sử dụng các vật liệu như là vỏ hộp, bìa cắt tông, que kem, sấy màu, đất nặng để tạo khung, phông nền, nhân vật, cảnh vật phù hợp với những chương trình, loại hình trên sân khấu. Những chất liệu đó chúng ta rất dễ tìm kiếm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta các em ạ. Chúng ta sẽ tái chế lại những đồ dùng cũ bỏ đi để làm thành những đồ vật có ích các em nhé. Bước tiếp theo là bước 2. Chúng ta sẽ trang trí không gian, bối cảnh, phông nền cho sân khấu của mình. Ví dụ như là rèm, chữ, loa, bông hoa cho hoàn chỉnh và chắc chắn các em nhé. Các em hãy quan sát sân khấu phía trên hình. Phía trước bục, các bạn sẽ dùng giấy màu xanh lá cây để cắt làm cỏ. Phía trên vách của sân khấu, các bạn cắt chữ vui xuân. Bên cạnh đó, các bạn còn cắt những hình ảnh như là hoa, lá và các bạn còn xếp giấy lại để tạo thành phông màn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bước 3. Các em sẽ sắp đặt các nhân vật mà các em đã tạo được vào bối cảnh để chúng ta hoàn thiện sản phẩm của mình nhé. Như sản phẩm mà các em thấy trên màn hình là một chương trình ca múa nhạc mừng xuân. Các bạn đang múa hát trên một sân khấu rất là nhiều màu sắc nổi bật. Sau đây, các em hãy quan sát. Cô mô tả các bước thực hiện, sáng tạo không gian sân khấu nhé. Các em hãy quan sát thật kỹ trên màn hình. Cô có tất cả là 4 hình và sẽ đánh dấu thứ tự từ 1 đến 4 cho các em dễ dàng quan sát nhé. Hình số 1 là sân khấu của chúng ta chưa kéo màn để biểu diễn. Sân khấu mà chúng ta biểu diễn ngày hôm nay có tên là chương trình ước mơ. Qua bức hình số 2, các em sẽ thấy rèm màn của chúng ta được kéo qua hai bên. Lúc này sân khấu xuất hiện, được trang trí một cách lung linh. Tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát bức hình số 3. Lúc này các em sẽ thấy xuất hiện một nhân vật nam, đó chính là MC của chương trình chúng ta đấy các em ạ. Sau khi MC giới thiệu chương trình thì chúng ta sẽ quan sát hình số 4. Đây chính là ba ca sĩ hát chính trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đấy. Sau đây, cô có một số lưu ý muốn gửi đến các em. Thứ nhất, hình ảnh và chữ trên sân khấu phải cân đối, hài hòa, phù hợp với nội dung của chương trình, sự kiện. Thứ hai, màu sắc trang trí nên tươi sáng, rực rỡ. Thứ ba đó là hình ảnh nhân vật phải cân đối, phù hợp với không gian sân khấu và chương trình mà chúng ta thực hiện. Sau đây, để giúp các em được hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát một đoạn video mà cô thực hiện về cách tạo hình sân khấu các em nhé. Xin giới thiệu với các em, đây là mô hình mà cô đã thực hiện được. Đây là phông nền có ghi chữ chương trình ước mơ. Sau đó chúng ta sẽ kéo màn qua hai bên. Và đây là thùng loa âm thanh nha các em. Thùng loa này thì cô làm theo hình chữ nhật đứng nha. Chúng ta sẽ tìm vị trí thích hợp để máy lên nào. Và tiếp theo là nam MC. Nam MC của chúng ta có bộ trang phục thật là nổi bật. Rồi, chúng ta sẽ dời nam MC vào phía bên trong nhé các em. Sau đó chúng ta sẽ đưa những bạn nữ múa ra phía bên ngoài nha. Thank you.
Đây, sau khi sắp xếp xong thì các em sẽ thấy sân khấu của chúng ta hoàn chỉnh rồi đấy. Tôi sẽ xoay cho các em xem nhé. Sau khi quan sát đoạn video của cô, chắc các em đã nắm được cách làm rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoạt động 3 có tên là thực hành. Sau đây, các em hãy lựa chọn chương trình sự kiện để tạo hình thiết kế sân khấu mà mình yêu thích nhé. Chúng ta sẽ hoàn thành bài làm trong vòng 20 phút. Trong quá trình làm bài, các em hãy làm bài một cách chăm chỉ và cố gắng hoàn thành bài thật tốt nhé.
Được rồi, sau khi làm bài xong, các em hãy chú ý nghe cô nhận xét và đánh giá nhé. Chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo, đó là nhận xét và đánh giá. Các em hãy giúp cô trả lời những câu hỏi sau đây nha. Thứ nhất, sân khấu của nhóm em thể hiện chương trình gì? Thứ hai, sân khấu của nhóm em có những hình ảnh gì? Các hình ảnh đó đã cân đối với nhau chưa? Thứ ba, màu sắc và cách trang trí sân khấu có phù hợp với chương trình không? Các em hãy quan sát và nhận xét bài của bạn dựa trên những câu hỏi mà cô đã nêu ra nhé. Sau đây, cô có một số ý dặn dò các em như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ lưu giữ sản phẩm chuẩn bị cho tiết 4, có tên là trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ cho tiết sau nha. Thứ ba, chúng ta chuẩn bị nội dung câu chuyện cho sản phẩm của nhóm mình. Và điều quan trọng là những em nào hôm nay chưa hoàn thành bài thì các em cố gắng làm tiếp tục cho xong nhé. Bây giờ cô nhận xét tiết học của ngày hôm nay nha. Các em học rất là chăm ngoan, làm bài tập chăm chỉ. Cô có lời khen cả lớp nha.